Xin chào các bạn nhé, mình là Lộc đây và cái video này là một cái video mà mình trả lời cái câu hỏi cho một số các bạn đang bị bế tắc về cái vấn đề là nghĩ ra chủ đề để làm video YouTube. Thì cái câu hỏi này là một câu hỏi khó mà thực ra cũng là một câu hỏi dễ, bởi vì nó dễ như này nè, bởi vì nó dễ là ở cái chỗ như này, đó là rất nhiều người ấy, họ không xác định được cái mục tiêu các bạn, xác định cái mục tiêu. Thì nhiều bạn ấy là không xác định được cái mục tiêu kênh nhá. Cái mục tiêu kênh là cái quan trọng nhất để nó xác định được cái ý tưởng mà các bạn tạo ra video. Thì rất nhiều người không xác định cái mục tiêu kênh, vì cái mục tiêu của họ không phải là kênh mà mục tiêu của họ là tiền. Rồi, cho nên là họ không có ý tưởng. Ý tưởng nó tập trung hoàn toàn vào tiền rồi còn đâu nữa mà ý tưởng. Thế cho nên là cái video này muốn khai phóng với các bạn, đó là khi các bạn làm YouTube ấy, việc đầu tiên các bạn làm đừng nghĩ về tiền. Đấy, không có nói ra hay, đó là muốn kiếm thật nhiều tiền thì việc đầu tiên phải làm đó là đừng nghĩ về tiền. Thì như câu này của Jack Ma, đừng nghĩ về tiền. Nếu mà nghĩ về tiền các bạn sẽ bị tù thì không bao giờ có mục tiêu được. Bị tù rồi thì các bạn sẽ không có mục tiêu ở đây được. Thì cho nên là cái mục tiêu này ấy, mình muốn chia sẻ với các bạn phải thoát đi ra khỏi tiền, phải nghĩ về cái vấn đề tiền. Và các bạn biết này, có một số người ấy, họ chấp nhận YouTube này, họ rất là làm, đó là họ sẽ làm không công một thời gian và thậm chí là xây dựng thương hiệu và các thứ một thời gian. Thì nếu như mà các bạn muốn đột phá về khả năng tiền ấy, thì cái ý tưởng này thì nó phải thật là kinh khủng. Ý tưởng nó phải thật là kinh khủng, rất là to luôn. Cái ý tưởng của kênh các bạn phải rất là to, rất là tốt thì cái tiền nó mới được. Ví dụ như các bạn thấy là cái kênh của Tân Vlog chẳng hạn, tất nhiên nó phải có cái quảng cáo rồi, hay là phải có những cái bia ở đằng sau nữa thì cái việc kênh mới phát triển nhanh như vậy. Nhưng cái ý tưởng của bản thân thì nó không có mấy cái gì là mới lạ, nhưng mà cái cách diễn của bản thân nó rất là tốt. Thế nên là nó phải theo cái duyên, tức là bạn có phù hợp với cái ý tưởng của bạn nghĩ ra hay không đã. Đấy, thế mình muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Rồi là các bạn có thấy cái kênh mà đầu tiên là hát bài Túy Âm đó. Mình không biết cái kênh đấy của ai nữa, mình quên rồi. Mình rất thích nghe cái bài Túy Âm ấy, nhưng mà mình quên những người tên, những người sáng tác. Nhưng mà cái kênh Túy Âm ấy, nó chỉ có một cái bài Túy Âm ấy thôi đã kéo toàn bộ cái kênh nó lên. Trước đó có 2, 3 hay 4 video gì đó, nó rất là ít view, nhưng mà riêng cái bài Túy Âm là một cái ý tưởng cực kỳ tuyệt vời, một cái ý tưởng quá hay. Và cái sản phẩm đó, cái sản phẩm Túy Âm đó đã kéo cái kênh nó đi lên một cách ngất trời mây. Thế thì các bạn muốn có tiền ngay lập tức với YouTube và kiếm tiền online với YouTube ấy, thì các bạn chỉ có việc đó là nghĩ ra một cái ý tưởng thật là sốc, thật là khủng. Hay là như kênh 1970, 1975 gì đấy của ba cái bạn mà cứ chiếu phim trắng đen ấy. Đấy, thì đó thì chỉ có cách như đó thì nó mới làm cho các bạn nhanh chóng khổng lồ thôi. Còn nếu các bạn muốn kiếm thật nhiều tiền ấy, chỉ có việc là bạn đã phải là người nổi tiếng rồi, đang là người có ảnh hưởng xã hội rồi, hay là làm người của công chúng rồi, một người có cái tầm trong xã hội, có ảnh hưởng xã hội nhất định rồi. Đấy, như là tiến sĩ Lê Thẩm Dương chẳng hạn, hoặc là diễn nó có duyên, bạn nói chuyện hay là cách chia sẻ của bạn nó hữu ích, hoặc là bạn đang có cái ý tưởng tuyệt vời. Đấy, chỉ có những vậy thôi. Tức là ý tưởng này cực kỳ tốt, phải hữu ích, phải perfect, phải rất gân các thứ thì nó mới, cái tiền này nó mới nhanh được. Thế còn thường thì chúng ta làm kênh YouTube này, chúng ta thường là nuôi nó từ từ, là xây từ thương hiệu này, xây từ bản quyền này, rồi xây dựng từ ý tưởng, xây dựng từ ekip làm việc, rồi là xây dựng tất cả là theo cái bậc thang từng lớp một, chứ không thể bay nhanh như tên lửa được. Thường là như vậy. Và các bạn biết này, chỉ có 1,5% các kênh YouTube là có ý tưởng giật gân, có ý tưởng tuyệt vời, đạt được số tiền ngay lập tức kênh YouTube thôi. Chỉ có 1,5% các kênh trong kênh YouTube thôi. Cho nên là con số 1,5 này nó rất là thấp. Và nó đòi hỏi các bạn là phải rất là giỏi. Cho nên là các bạn cảm giác là bạn có thể đưa mình vào con số 1,5% này. 1,5% trong tất cả các kênh trên YouTube. 1,5% ý tưởng thôi. Và cũng đôi khi là một sự may mắn đó, thì nó mới có thể là có tiền ngay được. Cho nên là mục tiêu các bạn ấy, hãy nhớ là mục tiêu kênh không phải là mục tiêu tiền.
nhá, mục tiêu các bạn tập trung về tiền thì các bạn sẽ bị tù. Thế thì sẽ có những cái loại ý tưởng nào mình muốn chia sẻ các bạn? Các bạn xây dựng cái YouTube, mà thực ra thì các bạn muốn khởi động làm YouTube thì các bạn đã có ý tưởng rồi. Thường là các bạn xác định là tôi muốn làm YouTube kiếm tiền thì thường là các bạn đã có ý tưởng rồi, thường là như vậy. Thế cho nên là các bạn sau đó các bạn lại nói là lập kênh làm được vài video rồi các bạn lại bảo ôi tôi bị tù, tôi không nghĩ ra ý tưởng, thì đó là vì các bạn nghĩ về tiền nhiều quá. Thế chứ thực ra thì các bạn đã hoàn toàn có ý tưởng để khi bạn lập kênh thì các bạn đã có cái khả năng để tạo ra video rồi. Thế thì còn cái ý tưởng nó sẽ như thế này, để giúp các bạn kích thích các bạn tư duy và suy nghĩ ấy, thì mình chia sẻ với các bạn cái yếu tố như này. Thì các bạn sẽ xác định lại cho mình là cái mục tiêu của kênh. Mục tiêu của kênh ấy thì nội dung các bạn muốn nói về cái gì đấy. Như bản thân Lộc làm YouTube thì cái kênh YouTube của Lộc ấy, mục tiêu của kênh là không có mục tiêu gì cả. Lộc không làm theo mục tiêu, mà Lộc theo là cái gì có ích cho xã hội, cái gì tốt cho xã hội Lộc làm, thế thôi. Lộc không mục tiêu về kênh đấy. Lộc cứ làm để đánh dấu là mình có mặt trên đất, là mình có ích cho xã hội. Lộc chỉ làm như vậy thôi, chứ còn nó không có mục tiêu kênh. Còn đấy là tiền này, nó tự động, nó ngẫu nhiên, nó được bao nhiêu được đấy, được nhiều thì mình nhận nhiều, được ít thì ít, mình không quan trọng nó. Nhưng mà cái mục tiêu kênh của mình là như vậy. Thế thì còn các bạn định nghĩa các bạn muốn làm vlog hay là muốn giống như Lộc đánh dấu mình trên xã hội, hay là các bạn muốn làm video về cái thử thách, hay là chia sẻ tài năng, hay là làm về các ngành giải trí, hay là tất cả cái gì, thì các bạn phải xác định mục tiêu. Thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn xác định mục tiêu nhé. Xác định mục tiêu rồi, các bạn sẽ cùng nhau xác định mục tiêu với Lộc. Xác định mục tiêu này. Thì xác định mục tiêu thì các bạn xác định cho mình tất cả các loại video đều làm trong ba loại. Ba loại video, nó chỉ có ba loại thôi nhá. Và mục tiêu các bạn là gì thì các bạn vẫn phải đưa vào ba cái loại này. Mục tiêu là gì thì vẫn phải đưa vào ba cái loại này. Các bạn bất cứ là cái gì thì nó chỉ là làm trong ba loại video thôi. Video thứ nhất là video về tính chất giải trí. Video thứ hai là mang tính chất giáo dục. Và video thứ ba cuối cùng là video mà dường như là cái người nổi tiếng hoặc là cái người mà có ảnh hưởng xã hội không phải làm được, đó là cái video mang tính chất trả lời đấy, trả lời này, talk show hay là vlog đấy. Thì các bạn thấy là cái vlog là rất khó làm, thế nhưng mà bà Tân lại thành công đấy. Thì cái talk show này thường là cái người nổi tiếng họ mới talk show được cái này. Còn trả lời câu hỏi thì bắt buộc các bạn phải làm một giáo sư, một tiến sĩ hay là cái gì đó, hoặc là cũng có thể là có người ta hỏi là anh ơi ngày xưa anh học lái xe như thế nào, thế mà các làm một cái video về việc ngày xưa tôi lái xe này, thưa anh ơi ngày xưa anh học tiếng Anh bắt đầu từ đâu, thế bạn làm một video trả lời câu hỏi là ngày xưa tôi học tiếng Anh, tôi chia sẻ về cuộc sống hay chia sẻ cái gì đó để đánh dấu cuộc đời. Thì cái này thì thường nó rất ít người xem, thế nên muốn có người nhiều người xem thì các bạn phải làm cái người có cái ảnh hưởng xã hội một chút. Thì cái chủ đề thứ ba này các bạn dễ làm. Thế còn cái chủ đề giải trí này thì các bạn chỉ cần xinh đẹp hay là như thế nào đó và có cái giọng hát hay, khả năng diễn xuất tốt đấy, thì nó sẽ theo hai hình thức thôi. Đó là hình thức diễn này, hình thức thứ hai là hình thức hát, hình thức hai đấy, giải trí đấy, thường là như vậy, diễn và hát. Rồi các bạn có thể là bạn có một cái số cái hình thức giải trí khác, kiểu là F5 reset đây, gọi là đăng những cái video hài như kiểu TikTok ấy, thì bây giờ nó có kiểu như vậy, như kiểu TikTok ấy thì là các hình thức giải trí. Thì các bạn nhớ cho mình như vậy, thì cái hình thức giải trí này nó thường như vậy, tức là các bạn có tài năng, các bạn phô diễn cái tài năng của mình thì nó gọi là video giải trí. Video này là những người trong cái giới showbiz họ làm rất là nhiều rồi, showbiz họ làm rất nhiều rồi. Thì cho nên là chúng ta muốn dấn thân showbiz thì chúng ta sẽ làm theo cái loại này.
hình thức giải trí. Thì có một loại hình thức giải trí khác, như bạn thấy cái hình thức giải trí của cái anh Tam Mao đấy, hai anh em nhà Tam Mao đấy bạn nhớ nhỉ, anh em nhà Tam Mao đấy, thì đấy là cái hình thức giải trí cũng rất là hay. Rồi là cái hình trí giải trí đi bắt rắn rồi là đi khám phá rừng hay đi đánh bẫy cá hay là tất cả những cái gì ấy, thì cái hình thức đó là cái hình thức ngoài nề, đó là hình thức dùng những cái rẻ tiền hơn hay là khâu diều hay là những cái tên đấy, là nó tức là nó không phải là những cái khó khăn này, mà nó là những cái thiết thực đời thường nhưng mà vẫn mang cái tính chất giải trí đấy, thì nó là vẫn là cái loại video giải trí. Nhưng cái video giải trí này cũng rất là khó làm, bởi vì là mặc dù là nó dễ khai thác, dễ hoạt động, dễ các bạn dễ quay ở chỗ này quay chỗ kia, nhưng mà nó phải con người, nhưng mà cái người diễn, cái người trong cái video cũng phải có duyên một tí, có duyên, phải có cái khuôn mặt hài hước, cách nói chuyện nó phải hay một chút, hoặc là các bạn để nó tự nhiên thì cũng phải là tự nhiên hẳn, ví dụ đánh bắt cá nó tự nhiên, không phải là tự nhiên hẳn, có diễn có dựng cảnh thì cũng là ít thôi, chứ không phải là tập trung hoàn toàn vào dựng cảnh, thì cái video giải trí này nó sẽ ok. Thì đấy là cái hình thức giải trí nhé. Thì còn cái video thứ hai là video giáo dục. Video giáo dục thì các bạn sẽ thường là dạy thôi và hướng dẫn đấy. Trước khi các bạn nghĩ ra ý tưởng thì các bạn nghĩ về chữ dạy và nghĩ về chữ hướng dẫn. Các bạn có thể dạy người ta làm cái gì, các bạn có thể hướng dẫn người ta được cái gì, thì đó là video giáo dục. Chỉ có hai yếu tố thôi đấy. Giải trí thì có ba yếu tố, đó là diễn này, hát đấy, và làm video ngắn như kiểu dạng TikTok F50 ấy, tức là quay rất ngắn, nó chỉ 15-30 giây nó giải trí, rồi bạn nối nó vào đấy. Và giáo dục thì nó chỉ có hai cái này thôi, để nhớ không? Thấy các bạn tưởng tượng đi, mình có thể làm cái gì giáo dục. Rồi còn cái cuối cùng là cái này là cái rộng nhất và khó nhất. Cái lĩnh vực này thì mình coi như nó là một cái lĩnh vực rất là tự do các bạn, nó rất là tự do, trả lời câu hỏi talk show hay là vlog nó rất là rộng, nó rất là tự do. Và nó rộng nó tự do như thế đấy, thì mình có chia sẻ với các bạn này, nó tự do hay là rộng như thế thì các bạn nhớ là cái loại hình thức về cái việc vlog này đấy, thì nó không có chữ hướng dẫn, nó không có chữ dạy, nó cũng không phải là giải trí, mà nó cũng không phải là các bạn phải diễn, phải hát, phải phô trương khả năng, kỹ năng hay là bất cứ gì cả, mà cái hình thức này nó tự do theo cái cách như thế này. Chơi game hay đúng không, các bạn chơi game hay, chơi game giỏi, phô diễn kỹ năng chơi game rồi, thì đó là cái ý tưởng thứ nhất đấy. Các bạn có thể chơi game được không đấy, các bạn có thể nói trong khi các bạn chơi game, diễn trong khi chơi game được không, thì đấy là cái vlog này đấy. Rồi cái ý tưởng thứ hai đó là các bạn đặt cho mình những cái câu hỏi như là how đấy, làm thế nào đúng không, làm như thế nào đấy, rồi là what, cái gì đúng không đấy, các bạn trước khi đấy, ai, who là ai đấy, khi nào đấy, tức là các bạn trả lời cho mình những câu hỏi đấy, nó có như thế nào, cái gì, who, ai này, rồi là nó có tại sao đấy, thì các bạn tức là những cái câu dạng về trả lời câu hỏi, thì các bạn làm ra những cái video đấy, hoặc là cái video tiếp nữa lại mà các thấy bây giờ hay làm đó là video choi đấy đang làm. Rồi là rộng hơn là chúng ta sẽ thấy những cái video về cái hình thức làm theo cái kiểu như là hoạt hình đấy, hoạt hình cartoon. Đấy, thì nó là nhà sản xuất rồi, như thế này thì các bạn sẽ trở thành cái nhà sản xuất rồi, hoạt hình cái tool thì nó rất là sản xuất rồi. Và hoặc là các bạn đi làm tổng hợp ví dụ là tổng hợp các cuốn sách hay, tổng hợp các lời Phật dạy đấy, làm 5 điều này sẽ chết sớm, làm 5 điều này sẽ sống lâu đấy, thì nó là tổng hợp. Rồi này là các bạn còn trẻ bắt buộc phải học những điều này, trước tuổi 20 phải biết những điều này đấy, khi già không nên làm điều này đấy, buổi sáng sớm không nên ăn cái này thì cảnh báo cái kia, hoặc là chia sẻ về thuốc vì con người rất quan tâm đến cái sức khỏe của mình, thì các bạn chia sẻ về thuốc chữa bệnh này, cái cây cỏ mực chữa bệnh thận này,
rồi là chữa bệnh gan hay là cái gì đó các bạn có thể chia sẻ. Tức là nó vô vàn, nó rất là tự do. Các bạn bị tù ý tưởng là các bạn nghĩ về tiền nó chứ rất có rất là nhiều. Và các bạn không nghĩ cái gì ra mà làm thì các bạn xem người khác làm cái gì thì mình làm theo như vậy thôi, đúng không? Thì nó là, thì đó là cái để kiếm tiền YouTube. Nhưng mà mình muốn quay lại các bạn, đó là cái mục đích đầu tiên của các bạn đấy. Mình muốn quan trọng cho các bạn là cái mục đích, vì cái mục đích nó cái mục đích nó rất là quan trọng các bạn. Mục đích nó sẽ tạo nên tất cả. Vì chúng ta là chúng ta không rõ cái mục đích của mình. Thế cho nên là mình muốn nói đi nói lại cuối cùng các bạn xác định cái mục đích. Đấy, mục đích chỉ có cái chữ mục đích thôi. Các bạn muốn trở thành ai? Muốn làm cái gì? Muốn để lại cái gì trong xã hội? Các bạn bắt buộc phải có ích cho xã hội một chút. Đấy, hay là muốn giải trí bất cứ cái gì thì là cuối cùng vẫn phải quay lại cái mục đích này. Thế còn đừng nghĩ là cái công việc người YouTube nó sẽ có tiền ngay, hay là nó buộc các bạn phải giật cân, phải rất là giỏi thì mới có tiền ngay được. Thế thì đây là một cái chia sẻ với các bạn, hỗ trợ các bạn. Thế là cho nên chia sẻ với các bạn đó là cái YouTube bây giờ nó đã hoạt động trên thế giới là đã nhiều năm rồi. Có rất nhiều người đã làm và họ đã nghĩ rất nhiều cái ý tưởng, và gần như cái gì các bạn có thể nghĩ ra người ta đã nghĩ ra hết rồi. Cho nên các bạn bảo là các bạn không nghĩ ra ý tưởng này là bởi vì các bạn cứ nghĩ về tiền và các bạn thấy là người ta nghĩ ra rồi thì mình còn làm gì nữa. Các bạn làm lại những gì người ta đã làm không được à? Làm được, đúng không? Biết đâu các bạn làm hay hơn người ta thì các bạn vẫn có view bình thường. Cũng một cái câu chuyện cười, tôi kể thì mọi người nghe thì cười. Thế nhưng cái anh kia anh kể thì mọi người nghe mọi người không cười. Đó là cái duyên của người ta. Mỗi người ta có cái duyên, có người làm người này, có người làm người khác. Có cái ông chỉ quay những cái video ông sửa những cái điều mà ông, hoặc là ông có ông thì ông lại quay những video là ông ấy cắt gọt hay là cắt sắt hay là hàn hung thôi, chỉ làm những cái video rất là đơn giản như vậy nhưng mà họ vẫn được kiếm được tiền YouTube. Thế nên là vì sao, đúng không? Các bạn phải hình như vậy, họ chỉ review lại cuộc sống của họ, chỉ chia sẻ lại cái cách họ làm cái này làm cái kia, họ review cuộc sống của họ đi lao động khổ như thế nào, rồi là tâm sự cuộc sống thôi mà họ vẫn kiếm được tiền chăn vịt rồi các thứ, họ vẫn kiếm được tiền. Tại sao chúng ta lại bảo chúng ta không có ý tưởng, đúng không? Thì ý tưởng chúng ta bị cái chữ tiền đấy các bạn, bị cái chữ tiền này này, bị cái chữ tiền nó đè, chữ tiền nó đè quá là nhiều. Thế cho nên là mình muốn khuyên các bạn là phải thoát ra khỏi cái chữ tiền nhé. Thoát ra khỏi tiền thì cái ý tưởng nó sẽ thông thoáng được. Nên là như vậy thôi. Thì đấy là cái chia sẻ một cái cũng là một cái hướng dẫn, cũng như là một cái tâm tình với các bạn là rất nhiều cái ý tưởng các bạn chỉ đặt cho mình những gõ gót quen hào hoài là các bạn đã có rồi. Đấy. Còn các bạn cảm thấy là mình không lên sóng, ngại không xuất hiện khuôn mặt của mình rồi này các thứ này thì cái ý tưởng nó sẽ hạn chế hơn. Nếu các bạn không xuất hiện khuôn mặt của mình, không xuất hiện giọng nói của chính bản thân mình thì nó sẽ rất là hạn chế về cái video. Nó buộc các bạn phải có những tài năng, những khả năng khác thì mới làm được. Thì cho nên là các bạn xác định mình có thể làm được gì và các bạn làm, bắt chước được ai cứ bắt chước, nhưng mà đừng bắt chước ra khỏi giống họ quá. Mình phải có cái đặc điểm trước họ của mình. Đấy, cũng giống như bài cho vừa lòng em, rất nhiều người hát, nhưng mà người nào hay nhất thì người ta nghe thôi. Đấy, nhưng mà không có nghĩa là mình không kiếm được một đồng nào trong đấy. Cho nên là mình nói này, cái cuối cùng tâm sự các bạn, nhé, là cuối cùng mình cũng xin tâm sự các bạn, là cái YouTube nhé. Tâm sự các bạn YouTube nhé. Nếu như các bạn làm trong vòng 2 năm mà không kiếm nhiều hơn, nhé, 300 đô một tháng, không kiếm nhiều hơn 300 đô một tháng thì mình nói thật bạn, thì không nên làm YouTube toàn thời gian, mà chỉ làm YouTube bán thời gian mà thôi. Thường thì trong 2 năm đầu này các bạn có thể đầu tư 80% thời gian làm việc, các bạn để làm việc ra, nên bỏ ra 2 năm để thử xem mình có thể kiếm được thật nhiều tiền từ YouTube hay không. Và trong vòng 2 năm này các bạn đạt được con số là 300 đô một tháng. 300 đô một tháng tức là 6,5 triệu, gần 7 triệu một tháng lương với YouTube đấy. Thì các bạn nên đầu tư toàn bộ thời gian để làm YouTube. Còn nếu như sau 2 năm thử làm YouTube mà các bạn không đạt được cái con số là 300 đô trên một tháng ấy, cái tiền với YouTube đấy, thì các bạn tốt nhất này, khuyên các bạn ấy là không nên làm YouTube toàn thời gian,
không làm tốt toàn thời gian, chỉ làm tốt bán thời gian và kết hợp đi làm các công việc khác. Đấy, cái đồng công việc khác. Khi nào cây tốt của bạn đạt trên cái mức trung bình của xã hội, tức là 300 đô một tháng đủ cái đồng lương như công nhân nhà, thì các bạn hãy nghỉ đi làm YouTube, hãy nghỉ công việc chính nhà YouTube. Còn YouTube nó chỉ nên là một cái cánh tay trái thôi, không tập trung nó làm toàn thời gian với cái YouTube này. Nếu các bạn cảm thấy là sau 2 năm mà mình không vươn được cao hơn nữa, thì YouTube các bạn làm vừa phải thôi, làm vào mức độ vừa phải thôi. Đấy, nó vừa phải, cứ bình tĩnh, cứ từ từ mà làm, làm theo cái hình thức là nó là người thanh trái thôi. Đấy thì đó là mình chia sẻ với các bạn. Đấy là cái kinh nghiệm. Vì mình thấy có rất nhiều người ấy là làm YouTube ấy, thì bắt đầu là đi học kiến thức về làm YouTube. Thế sau đó là học cách tạo video, phối dựng video, nghĩ ra ý tưởng và làm. Mình thấy họ đầu tư rất là nhiều công sức và kiến thức để làm ra những video up lên YouTube. Thế nhưng cuối cùng rồi là cái video up lên nó không được bao nhiêu view và làm mỗi ngày chỉ được 1-2 đô thôi, thì nó rất là tốn công, tốn sức. Tất nhiên là nó sẽ ăn theo, tất nhiên là nó sẽ, cái video nó còn mãi mãi vĩnh viễn trên cái YouTube, nó không làm mất đi đâu cả. Thế nhưng mà nhưng mà nó không có cái tính chất thực, nó không có tính chất thực chiến, ngay lập tức các bạn có được tiền ngay để các bạn duy trì cuộc sống cơ bản hàng ngày. Thì cho nên là các bạn tập trung mà làm YouTube mà không có nghề tay phải nữa, mà chỉ làm một nghề YouTube này thì nó rất là khó. Thế cho nên là bạn nhớ chia sẻ của Lộc là sau 2 năm các bạn phải đạt trên 300 đô thì hãy làm YouTube hoàn toàn thời gian. Còn không, bởi vì mình thấy rất nhiều người làm YouTube như vậy và rất là vất vả. Thế còn cái tính chất con người chúng ta đấy, đó là con người ta sẽ tăng dần và phát triển dần theo thời gian, mỗi ngày tôi sẽ kiếm nhiều hơn, tiền hơn, phải giỏi hơn, phải tốt hơn ngày hôm qua. Thì đấy là cái tính chất con người. Cũng như vậy thì kênh YouTube của bạn nữa là theo năm tháng nó phải tiếp tục tốt hơn. Mà cảm thấy YouTube nó đang có cái dấu hiệu đi xuống chững rồi đấy, thì bạn phải nghĩ ra cái ý tưởng tốt hơn, làm kiên trì hơn, và cũng có thể là các bạn phải làm thêm một nghề tay phải nữa. YouTube nó chỉ là một cái cơ hội kiếm tiền song song với những cơ hội khác mà thôi. Bởi vì nó là chúng ta làm đối tác YouTube, nó không làm thuê YouTube, chúng ta hoàn toàn chủ động thời gian để làm. Thế cho nên là đây là cái việc chia sẻ về kiếm tiền YouTube là như vậy. Thế thì ngay cả bản thân mình cũng không bao giờ coi YouTube là nguồn thu nhập chính. Đấy, thì đấy là mình chia sẻ thật với các bạn là như vậy. Thì đó là toàn bộ những gì mà mình chia sẻ trong cái video này, và ước mong là nó có ích cho các bạn, có ích cho các bạn, và các bạn muốn có thêm những ý tưởng hay là cái kinh nghiệm mà làm YouTube thì các bạn có thể nhắn tin và chia sẻ với Lộc thấy bây giờ có rất nhiều ít người chia sẻ về cái việc kiếm tiền YouTube, bởi vì việc kiếm tiền YouTube bây giờ là quá phổ thông rồi. Thế thì chúc các bạn sẽ là người thành công trong cuộc sống và đạt nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.